Bạn có nghe chăng gió khi buông giữa đêm trường, đàn chim lặng lẽ ngủ yên trong đêm vắng, bên cạnh tràn ngục đầu ghét nhìn trời cao. Kìa một vì sao, là vì sao ra báo một thời đại mới đã đến. Đấng cứu tinh đã ra đời, vì vua đích thực thống trị muôn dân trong tình yêu. Bạn ơi, bạn có nghe chăng? Bạn ơi, bạn có nghe chăng? Ca đoàn cùng mời quý hậu đoàn lắng nghe tiếng mời gọi của gió trong đêm Chúa Trời Giáng Sinh, cùng những nhân ngôi sao lạ để đón mừng tin vui mà đêm nay chúng ta cử hành.